Shop Đồng Hồ Hay kính chào quý khách. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một mẫu đồng hồ để bàn có phong cách thiết kế tân cổ điển. Mẫu này tới từ thương hiệu Master của Nhật. Về thiết kế thì mẫu này có chiều cao là 28 cm, chiều ngang là 20 và chiều sâu là 13 cm. Toàn thân là hợp kim nhôm mạ vàng. Em sẽ quay một vòng cho các bác thưởng thức. Về nước xi của cây này cực đẹp luôn nha các bác. Mặt trước này là kính mài viền, còn hai mặt bên hông và mặt úp lưng này là mica trong. Con quay đảo chiều treo bằng sợi tóc. Dòng này cũng được cách tân từ các cái dòng đồng hồ cổ điển. Mẫu này thì trưng bày phòng khách cực kỳ sang luôn nha các bác. Cây này cũng lâu lâu em mới về được một cây. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 6. Các bác nào có nhu cầu cứ nhắn tin và inbox trực tiếp cho em. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ shop Đồng Hồ Hay. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Em xin tạm biệt.